Hết chưa mà ít đấy lại. À, cao cấp thì chính xác bao tiền? Đây hàng cao cấp đây. Lạ cho bà con xem nào. Đây chính hàng cao cấp 78. 78k nhá. 78k. Ui 78k thật. Rồi hàng chợ nhá. Hàng xuất khẩu. Hàng xuất khẩu đây 78k đây. Xuyên nội địa. Hello, em xin chào chị và các bác nha. Dạ vâng, em kênh thương hiệu Lùng Ngàn TV xin chào tới tất cả các bác nhà vườn nhá. Chúc tất cả các bác anh em buổi sáng luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Dạ vâng, hôm nay em sẽ tiếp tục làm video báo giá cho các bác ở khu trung tâm xã Biển Động nhé. Thì hôm nay em đi bán vải về là muộn quá nên bây giờ em mới đi làm video được cho các bác, em mong các bác thông cảm. Ở đây thì bây giờ toàn vải muộn rồi, gọi là vải thiều Lục Ngạn chính vụ nhé. Bây giờ thì nhiều lắm, Thanh Hà thì gần như hết rồi. Để xem thời điểm quay video cho các bác đây. Hiện tại đang là 6:25 thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2024 của dương lịch các bác nhé. Còn âm lịch thì hôm nay cũng là thứ năm ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024 của âm lịch các bạn. Mời các bác ngắm một vòng chợ nhé. Quả này to to là bán bao nhiêu? Mày buồn này bán bao nhiêu? Mày buồn bán bao nhiêu? Năm mấy? 40 à? Em mà ngày nó cân năm mấy? Đường nhân 40. Con đứa này nó cân mà nó phải tầm 45 đổ lên chứ. Cái này to à? 40 các bạn, hàng vải muộn nhá. Bán cái này bao nhiêu? Anh Quân ạ? À? À? 40 ạ? Vâng. Dạ. 40 thì quá là nhỏ. Bán rồi hơi rẻ. Hả? Bán hơi rẻ 40. Quá to rồi. Đây 40 này. Quá bé tí. Này 40 này. Phải thường muộn dễ bán lắm. 40 toàn thấy giá 40 này. Cái này bao nhiêu em? 35 à? 35k. Ok, chốt. 35k các bạn. Hàng 35k này. Bắt đầu chú em kia bán cái đấy rẻ, bán 40 cái đấy rẻ. Bảo rồi nhưng mà chú ấy không nghe thôi. Mời các bác đi ngắm một vòng chợ nhé. Thì hôm nay qua hôm nay em đang đốc vườn thì còn 2 chuyến đã hết rồi. Ngày mai một chuyến, ngày kia chuyến nữa thì hết rồi các bạn. À, cái Thanh Hà thì ở đây thì em có cái cân điểm cân xe cóc kia thì cân ở đây nó Thanh Hà kiểu người ta gọi là trên này người ta mót vườn rồi. Nó không được đẹp mấy đâu. Cân là 70 71 các bạn, 70 71 cái Thanh Hà. Nhiều vải thế nhỉ hôm nay. Thanh Hà đẹp kia mà không ấy. Thế là cái xe ở trên kia nó cân cao không bán được nữa. Dạ ngay đúng rồi, bình to nghe. Qua đấy nó mới. Kéo đổ lại cái xe đấy nó cân cao nhất rồi. Lượn mẹ lại một vòng đi. Lượn ra đằng kia kìa. Bọn đàn thấp lắm. Hay là xuống dưới. Xuống dưới có người đầy cân. Thế rồi. 70 anh. 70 cho chẳng tính. Ai nhỉ? Hết à, ít anh. Giờ còn toàn phải muộn thôi, phải thiều Lục Ngạn thôi các bạn. Và là muộn thôi dễ bán lắm. 40k một cân, 35-40k một cân. Hàng là xấu rồi, hàng chợ. Hàng Sài Gòn này ăn đến vỡ nào được. Có gì đâu mà vỡ. Bán ở đâu? Ở đâu?
Ây, cái vỏ không quá mà thấy đi bán đau luôn đấy. Ở nhà cũng còn này ấy. Giá gì? Nó giảm bao nhiêu? Giảm 25. Giảm 25 thôi. 35. Đây là mình nói giả 25 đấy. Mua đéo giả đấy. Thổ đạt có biết 70 không? Cái gì? Còn được 70 không? Vài nhem á? Vài nhem 72, 75 chứ. Cao biết vậy. Ui dồi. Gần nhưng không thấy Thanh Hà mấy, có mấy cái điểm cân xe tăng bò trên kia nhưng mà xa quá. Nó cân ngay cái đường đầu đường rẽ vào nhà em ấy là nó cân ở đấy 70-71 các bạn, Thanh Hà ấy. Trên này gọi là Thanh Hà, nó mót vườn rồi các bạn. Nếu mà để hàng zin hàng đẹp thì hết rồi. Trên khu em này, khu thuộc xã Biển Động này và khu Sơn Động là cũng cái Thanh Hà hết rồi. Đây là còn toàn thể vải theo của chính vụ thôi. Đây các bạn này, hàng này 25k này. 25k. 22. Đây cũng 22 hết à. 22 hôm qua 40 luôn. À đây à. Hôm nay nó hơi chững tí. Đây có vẻ cái vải thiều lục ngạn hôm nay hơi chững các bạn, hơi chững chút, có nghĩa là vẫn cứ mua bán bình thường nhưng mà vì cái giá hôm qua nó khoảng độ tầm cái này khoảng 22-25 thì hôm nay nó hôm qua nó khoảng độ tầm 40. Những lý do thì thường nó chợ thì tự nhiên mà đột nhiên nó xuống này thì tất cả các mặt hàng ấy thì đa số là hoa quả đã chuyển đến tay người tiêu dùng ấy thì có nghĩa là nó quá nhiều rồi. Thì nó kiểu gì kiểu phải 1-2 ngày sau thì tiếp tục lại cứ đắt bình thường, nó có bao nhiêu vải đâu các bác ạ. Nếu thực sự mà chưa chín mấy mà các bác chưa muốn bán thì có thể dừng lại 1-2 ngày thì hết vải rồi, có lấy đâu ra nữa. Đó đây, cho 7 đồng luôn. 70 của Thanh Hà này các bạn. 70. Em ơi, anh cho hộ cái xe lên đây cho nó màu cái. Anh thấy độ máu của em thế nào? Máu của em thì ghê rồi, nhìn thấy rồi. Bảy ngon em cũng mua cho. Rồi ok. 70 các bạn. 70 đúng không bác? Tiếp 70k. Thanh Hà 70. Phải thế chứ. Cái này nếu mà mấy hôm trước nó phải rơi tầm 74-75. 74-75 mình cứ nói là cái giá nó như thế. Hôm nay thì 72 không bán à? 70 đi. 72 không bán. Thanh Hà 72 không bán à? Đấy. Đây là hai anh em à? 72 không bán. Một cân vải thì bình tỏi bán thầu vải năm nay bây giờ thì đây rồi ra giai đoạn kia đấy, giai đoạn đây cái áo bò này nè, đấy chứ cân cao dạ, bán chất lượng đây dạ, lấy thuốc sâu nhà em đây các bạn. 70 không muốn bán. Lắc ngày trước thì được. À đâu? Bắt đầu từ 10 giờ. Đây xem sao làm bên phạt kia em ơi. Bao nhiêu ạ? 70 à? Quay ít phiếu đấy. Không cho ít lẻ đâu, để uống bia à. Quay ít phiếu đấy. Kia em giả 65 đấy, không bán đấy. 70. Cái này đẹp, 60 bán là 65 luôn, chung bán đi. Cái này đẹp. Ai chửi được ơ. Vấn đề là như thế này thì mới đẹp này, còn như thế này lại không đẹp. Đấy, có một túm ở đấy rồi. Nếu mà như thế này là em thấy rất là đẹp luôn này. Đấy. Như thế kia mấy hôm trước là kêu trắng. 6 đồng. Đó, đi xuống dưới, nếu không ăn được xuống dưới đi.
Nên là mua cái này mua được hết cỡ bao nhiêu? 65. Đi nào nó đi cái này này. Em không thích cái mã này mấy. Em thích cái mã này. Cái này nó có mấy cái này. Nó giá 65 bán không? Hả? 65 bán không? Chú. Chị mua ăn á. 65 không bán thì. Mua ăn á. Đó, giá 65 thôi. 65 á? Ừ. Ông kia giá 65. Nghe nó phải thùng vào. À, được. Cãi nhau đánh nhau mà lắm. Thế đi xuống dưới đi em ơi. Xuống dưới đây bán đâu cho được cái vải này. Lo gì. 65 các bạn. 65 không bán. Cuối em mua. Còn chút cuối rồi gì? Cuối rồi. Cuối bán mẹ này. 65 các bạn. Khá đẹp. Cái này đẹp. 65 thành công lại bán 65 à? Thôi vào đây. Vào đi em ơi. Bao nhiêu rồi? 65 anh ơi, trả đúng một câu luôn. 65 các bác nhá. Được chưa? Dùng thuốc của em chất lượng này đúng không các bác? 4 năm dùng thuốc rồi. Cửa khẩu Lào Cai. Và chuyến ra nhà thôi, gạ giá kinh khủng luôn. Đấu giá, đấu giá. Đấu giá. Đây, cái xe cân tầng bò này, cái em áo mặc áo bò ai là biết rồi đó. Em mua cái vải thay nhà, cái vải cân cao lắm. Hàng 70 này. Bảy mươi là đánh sổ rồi các bạn, 70 đánh sổ. Nói chung là giá này vẫn khá là ổn định của Thanh Hà các bạn. Thanh Hà vẫn đứng đầu bảng các bạn. Thanh Hà vẫn đứng đầu bảng. Không có loại nào đắt bằng phải Thanh Hà được các bạn. Chào bao nhiêu ạ? 6 á? Thôi rẻ. 60, 65, 66 rồi. Dưới cái đầy vải, dưới cái bảo. Thôi thôi thôi. Em ơi đừng có đi nữa thật. Lúc sáng mua đến 68, 70 rồi. 60 thì em muốn nói như đây là 66 nghìn rồi. Bay, 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 đi rồi. Đấu giá vải liên tục. Đấu từ 60 lên đến 70 các bạn. Đấu giá ghê đấy các bạn. À, các bà mua hàng dìm kinh khủng luôn. Mua từ đấy 80.000 đây này, tranh nhau mua này, tranh nhau sọt này này. Mấy thằng cái bài ghép người ta để mua mẹ cao bây giờ. Bà này đang đòi 80.000 phải không? Mày khát thở mờ thôi. Đang đòi 80.000, 80.000 chưa bán. Một mười bán cứ phải kèm theo 5-6 người mua các bạn. Giá thì cũng không cao nhưng mà rất chi là dễ bán. Hết vải rồi. Sốt xình xịch. Sốt xình xịch. Vải mới xuống giá này. Cứ sáng là thì trả rẻ, trưa lại sốt lên xình xịch. Chưa bán rồi không bán? Sáng bán rồi, hôm nào cũng bán xong mới quay mà. Sợ là vấn đề lắm giá. Sợ giá lên. Ê, mấy hôm mai hai ngày kia hai chuyến rồi hết rồi. Triệu cân nữa cũng chịu. Xuống rồi, xe nhà xuống. Nhà vẫn bình thường. Giảm nhiệt. Giảm nhiệt nhưng mà nói chung là cái giá mức 7 mới hơn 7 là cũng vẫn ok gần. Còn bây giờ mà đang bán khoảng độ 75, 76 thì bây giờ nó xuống khoảng độ 70 thì cảm giác thì nghe nó hững hờ đúng không? Giá đấy thì quá hợp lý rồi. Nói chung là cuối vụ rồi, mót vườn rồi, nó không đẹp được nữa đâu. Hàng cuối vụ này bao giờ đúng vậy? Các bác thì cái tòa nhà khu trung tâm xã Biển Động này hàng cân xuất khẩu với... những hàng cân xuất khẩu nhưng mà loại vải mót vườn nhé. Các bác lưu ý loại vải mót vườn nhé. Nó đang ở cái mức 70k một kg. Còn nếu như các bác, ví dụ anh em ở khu
Tân Sơn thì chẳng hạn, bây giờ mới bắt đầu mới chớm vào thay nhà thì chắc chắn nó phải rơi trên 75-76 ở đây. Bên này thì chỉ 1-2 ngày nó thì hết rồi, hết sạch thanh hà rồi. Nhà vải muộn thì chỉ 3-4 ngày nữa thôi. 3-4 ngày ở bên này thì cũng hết. À, vâng các bác ạ, thì xin thông báo lại giá cho các bác là giá vải xuất khẩu thanh hà vẫn đứng đầu bảng. Và khu trên biển này thì xã biển, trung tâm xã biển này thì là vải thanh hà là hàng mót vườn rồi. Chỉ còn 1-2 sọt nữa là hết rồi ý, thì là nó đang mức cao nhất là mức 70 của hàng mót vườn. Còn một số các bác nào mà thanh hà bây giờ mới chớm chín thì chắc chắn nó vẫn giao hàng đẹp, chắc chắn nó vẫn giao động khoảng độ trên 7 cho đến 8, trên 7 cho đến 80 là cái chắc chắn các bạn. Đấy, giá thanh hà nó sẽ ở mức đó. Còn cái vải thiều muộn ấy thì nó cũng chỉ là ở cái mức ở trên này là 50 cao nhất. 50 cao nhất là vẫn là hàng chợ đâu. 50 cao nhất. Và thấp nhất thì nó 25k các bạn, thấp nhất 25k các bạn nhé. Đấy. Vải cứ bảo rẻ gì cãi nhau luôn đây này. Đấy. Vải rẻ đâu mà rẻ, cãi nhau luôn đây này. Vải rẻ cãi nhau luôn đây này. À đấy mà rẻ. Tranh nhau mua rồi cãi nhau luôn rồi. Đó bạn, các bác xem video thực sự thấy hay và hữu ích cho xin like, đăng ký, chia sẻ cho kênh thương hiệu Ngàn TV nhé. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác. Và trong 2 ngày nữa sẽ tiếp tục làm video để chuẩn bị cho các bác là cái sau tỉa tót sau thu hoạch này. Chúng ta cần chăm sóc những gì và cần tỉa tót như thế nào để cho nó hợp lý. Thì trong 2 ngày nữa em sẽ làm video để chia sẻ cho các bác để chuẩn bị cho cái vụ mùa tiếp theo. À, từ năm 24 sang 25 các bác nhé. Dạ vâng, xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác, anh chị, cô bác nha.